Thưa quý vị, chuyến tàu di sản chở những vị khách đầu tiên từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm đã chính thức lăn bánh vào tối qua. Đây là sự kiện mở đầu cho lễ khai mạc lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề Dòng chảy diễn ra vào tối qua tại nhà máy xe lửa Gia Lâm. Hành trình di sản trên chuyến tàu nối từ ga Long Biên về ga Gia Lâm cho du khách không chỉ được trải nghiệm ngắm nhìn thành phố hai bờ sông Hồng mà còn được thưởng thức các không gian nghệ thuật trên chuyến tàu này. Chính những chuyến tàu ta thường cảm giác như là nó khá là cũ kỹ, nó khá là chậm rãi, nhưng mà khi mà đi lên chuyến tàu này, cái sự cũ kỹ của nó dần được chuyển mình thông qua cái việc thổi hồn và khơi nguồn sáng tạo vào trong những chuyến tàu như thế này. Chỉ với 20.000 đồng cho một chuyến tàu, du khách có thể di chuyển từ ga Long Biên tới những không gian nghệ thuật tại nhà máy xe lửa Gia Lâm chỉ trong vòng 10 phút. Có một cái chuyến tàu mà gọi là kết nối di sản như này thì mình thấy đây là một ý tưởng rất là tốt, và nếu mà nó có thể kết hợp được nhiều điểm đến di sản hơn cũng như là tổ chức một cách thường xuyên hơn thì có lẽ là nó sẽ là rất ý nghĩa đối với người dân ở Hà Nội. Đoàn tàu có 3 toa được thiết kế riêng, trang trí nghệ thuật với các tác phẩm của triển lãm Chuyển động ngoại biên được gắn cố định lên mặt kính của các ô cửa sổ tàu. Ngành đường sắt được tham gia vào cái lễ hội này thì cũng là một cái cơ hội để quảng bá cũng như là để cho mà hành khách và quần chúng biết đến đường sắt hiện nay, những cái di sản mà đã được hình thành từ khi xây dựng đi theo những cái chiều dài lịch sử của đất nước mà hiện nay vẫn tồn tại và vẫn đang sản xuất và hoạt động trên những di sản đó. Đây là năm thứ 3 lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội được tổ chức nhằm thực hiện các sáng kiến gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO, thúc đẩy xây dựng thành phố sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa với chủ đề Dòng chảy. Năm nay, lễ hội thiết kế sáng tạo nhấn mạnh vai trò của những di sản, đặc biệt là di sản công nghiệp trong cuộc sống đương đại, được kế thừa, kết nối và sáng tạo. Những gì mà chúng ta thấy ở đây hôm nay cho thấy là cái sự chuyển mình rất là nhanh và một cái sức sáng tạo thực sự là vô cùng ấn tượng, một cái nguồn lực khổng lồ mà chúng ta có. Tôi nghĩ là với những cái câu chuyện mà chúng ta kể ở đây hôm nay, Hà Nội có thể tự tin là chúng ta không hề thua kém những thành phố nào khác trên thế giới về cái sức sáng tạo của giới trẻ cũng như là những cái nguồn lực mà chúng ta đang có. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11 năm 2023. Trong dịp này, nhiều quận huyện thị xã cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng nhằm kết nối sự sáng tạo và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, hướng tới sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo của thủ đô Hà Nội.